Ăn nóng gì thì người ta chịu nè. Dạ. Còn cái nguội thì nó không có được ngon. Nhưng mà ngoại chiều khách ghê á. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều tròn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó ơ chịu, trống xạ hơn hai lớp nó lại gần. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Hôm nay thì tình cờ trên một cái đoạn đường về thành phố Long Xuyên thì Bùi Hồ có gặp một cái hình ảnh khá là hay. Đó hình ảnh một bà cụ hơn 60 tuổi với một cái công việc đó là đổ bánh kẹp, hàng ngày đổ bánh kẹp bán dạo quanh đường một cái làng quê như thế này nè. Thì ngoài trước nè, thì hôm nay thì muốn đến đây hỏi thăm ngoại, tại vì muốn giới thiệu với hình ảnh một cái miền Tây cho cô bác quý anh chị biết luôn. Một cái chiếc xe nho nhỏ với lại hai cái bếp củi và một cái hai cái khuôn bánh kẹp. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi. 65 tuổi. Ừ. Ngoại đổ bánh kẹp như thế này lâu chưa? 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi. Ừ. Dạ. Mỗi một ngày như thế là ngoại bán là lời bao nhiêu tiền hay ngoại? 100 mấy. 100 mấy thôi? À. Ngoại bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 10 giờ tới 4-5 giờ chiều. 10 giờ đến 4-5 giờ chiều. Ừ. Ô trời ơi. 11, 12, 7 tiếng, 7-8 tiếng đồng hồ mà có 100 mấy thôi. À. Dạ. Mà con thấy hay gì nè, ngoại là hai cái khuôn, hai cái bếp củi rồi ngoại đổ như thế này nè. À. Hay ghê á. Cái gì là ngoại bán bao nhiêu tiền? 2.000. 2.000. Ừ. Ôi trời ơi. Ôi sao rẻ vậy? Ừ. Bán 3.000 ta không mua hay sao ngoại? Tại mình không muốn bán lên, người ta biểu mình bán hai cái 5.000 mà thôi. Bán vậy đi. À. Bánh kẹp này là bánh kẹp nhân gì hay ngoài ha? Bánh kẹp chuối, bánh kẹp chuối chứ không phải là nhân gì ha. Bánh kẹp chuối. Kẹp chuối dừa. Dạ. Đâu tặng hai chú ăn thử coi ngon không? Dạ, nhất định con sẽ ăn rồi. Quay chú đó đi, chú đó làm cỏ nữa đó. Dạ. Ồ, sớm giờ ngoài ở đây là một cái bóng mát nè, ngoài đổ đây được mấy cái rồi ta. Gần cả chục cái chứ ngoại. Hơn rồi. Dễ thương lắm. Một cái dĩ ngoài trước để bánh nè, ở đằng sau là hai cái khuôn bánh kẹp. Ừ. Ngoại làm cái công việc này thì ngoại thấy vui không ngoại? Vui chứ. Đây, đây. Mình bằng vô đồng tiền mà. Dạ. Phải không? Dạ. Ừ, bằng vô đồng tiền mình sống phải vui. Dạ. Tối ngày nhà cũng đâu có làm gì có tiền. Già rồi mình làm theo chuyện già, phải không? Dạ. Ồ, một cái chỉ có 2.000 thôi. Ừ. Kiếm bóng mát là đổ à? À, kiếm lời bóng mát. Dạ. Giờ vậy đó, chút cái bắt đầu đẩy đi lê gai đó. Dạ. Ừ. Có mưa đi kiếm chỗ trốn. Mưa thì trốn. Nhà ngoại gần đây không? Nhà bên sông nè. À, mỗi một ngày là ngoại đẩy đi bao nhiêu cây số? Đi đây lên chợ hơn cây chứ gì. Hơn cây hả? Ừ, lên chợ nhỏ đó hơn cây hả? Dạ. Ừ. 100 mấy chục ngàn, 100 ngàn thì nhà ngoại đủ sống không? Sống đủ. Nhà ngoại có mấy người ngoại? Hai ông bà ăn tương có đâu có hơn. Ăn tương? Ừ. Ồ. Ngoại theo đạo Hòa Hảo hả? À. Ăn có mấy miếng tàu hủ không có nhiều đâu. Ngày là ngoại tiêu tốn bao nhiêu tiền? 50 ngàn trở lại. 50 ngàn trở lại rồi. Trước đây thì ngoại làm cái công việc gì hay ngoại? Cũng có được mấy con đất bằng lúa. Dạ. Ừ, ông bằng lúa rồi giờ có 3 công rồi giờ cho mướn hết rồi. Dạ. Ừ. Con thì nó có vợ rồi ra riêng hết. Dạ. Ừ. Và bây giờ là sống với lại cái nghề bánh kẹp, ông ngoại là bao nhiêu rồi? Ừ. Thì 5-6 năm mình bằng vậy đó, gần bán kiếm ăn. Ông ngoại là bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 65. 65 ha. Ừ. Rồi ngồi đi đẩy nắng gì ngoại mệt chứ không ngoại? Cũng không mệt gì không. À. Có trời mưa hơi cực à. Nắng thì cũng khỏe thôi, nắng mình đi kiếm chỗ mát. Đó, dạ. Là đó thì dài đi kiếm bóng mát cũng được à. Dạ. Rồi đó có sao đó. Ngoại làm như thế này nè, rồi có ngoài nghỉ là có bao giờ là nghỉ làm cái công việc này không? Tính nghỉ, đi từ thiện.
Cái gì? Tính nghỉ đi từ thiện. Ủa sao vậy? Ở nhà làm hoài cũng cực khổ con ơi, đâu có đem được cái gì đâu. À, là sao không đem được cái gì là sao ngoại? Chết cũng đâu đem theo gì đâu. À. Bây giờ mình đi từ thiện mà ta cũng vẫn nuôi cơm mình. Dạ. Mình bóc thuốc đi qua nhà thuốc tương quan bên Bình Thủy đó con. Dạ. Chính định hai ông bà đi ở nhà làm chi con ơi. Dạ. Dạ rồi. Nhưng mà làm từ thiện để tạo phước cho kiếp sau ha. Ờ. Giờ con mặn nhiêu cũng ăn hết chứ gì đâu. Dạ, vậy mình để lại là sau khi mà 100 tuổi già mình mất mình để lại gì? Ừ. Không ai? Để lại cái đất, à, phải không? Dạ. Ừ. Cho con cháu đi. Chứ giờ mình mặn nhiêu tiền mình ăn cũng hết chứ gì đâu con. Khi nào chết cũng đâu có đem được cái gì đâu. Dạ. Ngoại ăn tương là từ đó giờ luôn hay sao? Ờ. Từ nhỏ giờ luôn hả ngoại? Đâu có. Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm? 24 năm rồi. Ông ngoại ăn tương luôn? Hai người ăn hết. Ngoại với ông ngoại là có mấy người con? Có hai. Dạ? Có hai. Hai người con thôi. Ừ. Có riêng tư hết rồi? Hư hình thằng rồi. Sao hả? Uống rượu. Uống rượu? Ừ, có vợ thôi. Bây giờ uống rượu mặn nhiều ăn. À. Có tiền dư cho, không có thì về khảo. Dạ. Xin tiền ngoại. Bao thì không bao. Ừ. Mà có dư thì cho, không dư thì... mà ăn nhiều ăn nhậu. Ồ vậy hả ngoài? Ừ. Ngoài khổ tâm không? Sao không con, bởi vì khổ mới tính đi đó. Buồn đi. Đi đâu? Đi từ thiện. Dạ. Mình đi làm từ thiện. Ngoài là theo đạo Hòa Hảo hai mấy năm luôn. Sao ngoài không đổ bánh kẹp trứng mà đổ bánh kẹp không, chuối rồi? Mình ăn tương. Ăn tương không đổ hả? Không. Dạ. Ừ. Có nghĩa là làm cái công việc gì nó không sát sanh, không, không liên quan đến mạng sống, đến ừ. Máu đồ. Ờ, biết cái trứng đi nữa là cũng cũng có cái sinh mạng, phải không? Dạ, nhưng hai mà trứng nữa. Lạc mà. Không, bây giờ cũng như cái sự người ta ăn tương rất là nhiều hơn. Dạ. Người ta ăn cái này ăn mặn cũng được, ăn tương cũng được. Dạ. Mình đổ cái đó làm chi có một người ăn. Còn dạ. Cái này người nào vẫn ăn được hết. À. Phải không? Dạ. Có nghĩa, ô cái cây hay cái chạy cho con mượn cái cây đũa đây. Ô ngoài tha dầu ở đây nè. Ở trời ơi, ông ngoại nhìn hay ghê trời. Cái cây đũa nha, quấn cái miếng vải. Miếng vải vô rồi ngoại tha vô cho nó không có dính. Ừ. Nãy cái này nó đen hết rồi ngoại. Ừ. Đen thì mình thay cái khác vậy đó. Dạ. Ừ. Ngoại chỉ đẩy xe đi bộ vậy thôi chứ không có đổ tại chỗ hay là không có đi những cái chiếc xe cho nó nhanh hơn ở ngoài. Đâu có được. Mình phải đi đẩy đi thôi. Sao ngoại không đổ ở nhà sẵn rồi đẩy rồi nguội 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 ha, nguội không ngon. Dạ. Người ta ăn mà người ta còn đòi bánh nóng. Dạ. Ví dụ con đổ lỡ chậm nguội người ta nguội người ta còn chê. Dạ. Ừ, không chi mình đổ ở nhà mình đi bán. Dạ. Đâu có được. Có nghĩa là ngoại muốn mang cái món ăn ngon nhất cho mọi người. Ừ. Mà lại với một cái tâm thiện là ăn chay. Ừ. Dạ. Đó, bây giờ con ăn nóng gì thì người ta chịu nè. Dạ. Còn cái nguội thì nó không có được ngon. Nhưng mà ngoại chiều khách ghê á, có nghĩa là chỉ có 2.000 thôi à. Ừ. Thì thậm chí là bây giờ là 2.000 đó nó rất là số tiền nó rất là ít luôn. Nhưng mà ừ. Ngoại vẫn đổ nóng cho khách ăn đẩy chiếc xe này. Chiếc xe này nhìn nó cà tàn lắm rồi. Ngoại bán chiếc xe này không? Không, bây giờ tàn hết rồi. Tại vì ngoại nghĩ gì nè, mình cũng tàn theo rồi. Chiếc xe này tàn mình cũng tàn rồi. Ừ. Con có làm xe mới đi nữa cũng đâu có biết mình tàn giờ nào. Ừ. Xe mới đâu có để nghề lại cho ai đâu. Dạ. Thôi giờ nó chiếc xe này nó tới đâu thì mình tới đó. Dạ. Nó cũng muốn rượu hết rồi. À, nó cũng như ngoại nói là nó cũng như ngoại á hả? Ờ. Rồi nó hay rồi. Nó cũng sắp đi rồi. À. Mình cũng đi rồi, không biết đi giờ nào, mình với nó không biết ai đi trước à. Dạ. Ngoại cười có duyên ghê trời. Mình đi trước chứ theo quá thì sao? Ừ, cái hơi thở mình á, đêm đó đậm bao ha. Đậm bao gặp mình chết, nói thôi vậy tôi sẽ sẵn về thế giới khác rồi. Ừ. Cái nằm xuôi tay rồi nghe chứ tư mình. Nằm xuôi tay niệm Phật, mà sao niệm Phật linh hồn không ra. Mới bữa cái đêm 14 nè. Sáng rằm nè, nói trời ơi, nói với nhận khỏe mẹ đi được tốt hết sức rồi. Ủa, con ơi. Ủa ngoại không sợ chết luôn hả? Không, mẹ đi cấp này vui dữ rồi con ơi. Có này xung sao rồi, cắt mẹ ra rồi. Ê mà cấp đó mình tắt linh hồn, tắt ra đi chứ gì? Mà tại sao hồn niệm Phật mà không ra nè? Niệm Phật cho linh hồn chết luôn. Niệm Phật đang cho linh hồn mình ra đi. Ờ đi cho bỏ xác luôn. Ừ, mà không chịu ra. À.
phải ra mình đi rồi. Ê mình đi cấp đó khỏe biết nhiều đó chú Tư mình. Ê làm như không có ai lại rước. Ngoài chờ người rước đi hả? Chờ người lại rước. Dạ. Cũng đâu ở thế giới này hoài được con, cũng phải đi à. Nhưng mà thường là con nghe nói là mấy cụ đến trăm tuổi già thì sợ nhất là cái vấn đề đó mà ngoại sẵn sàng đón nhận đó hả? Nhận. Phải đi. Con ơi lụm cụm khổ lắm, thấy gì chứ lẫn lộn đồ khổ lắm, chẳng thà tỉnh tuồng đi đi rồi đăng ký rồi lên đường. Cũng như ngoại, mình chấp ngoại, nhận mình lên đường ngoại, đi. Ngoại đi rồi ông ngoại buồn rồi con cái ngoại buồn rồi sao? Kệ. Cái điều đó ai cũng thoát đâu khỏi con. Dạ. Thấy không? Dạ. Ai cũng phải đi. Dạ. Không ai ở lại được hết. Sinh ly tử biệt ai mà ở lại được đó. Vậy là ngoại thuộc giáo lý của Đức Thầy nhiều lắm. Cũng sơ sơ vậy thôi. Dạ. Thì mình thuộc được câu nào mình xài câu nấy. Dạ. Con nhớ nha, con ghi vào lòng câu nào mà con xài con tác dụng được là con xài hay lắm. À. Hay lắm đó. Dạ. Tại vì Phật mà dạy mình những cái điều nên không à. Mà con nhớ cái chỗ nào mà con chơi là chỗ khổ không. Chỗ chơi là chỗ khổ. Chơi bất cứ chỗ nào, con chơi trong tiệc rượu, con chơi những cái gì là con thấy vui là khổ. Thấy không? Ôi. Vui trong tiệc rượu là khổ không? Con thấy người ta mượn rượu để người ta giải sầu mà. Không. Hỏi con đó không có giải sầu không? Nhưng mà giải thích con muốn hiểu cái đó đó. Hiểu sao? Hiểu là tại sao chơi là khổ quá. Chơi là con thấy chỗ đá gà. Dạ. Bây giờ chỗ đá gà một là con phải tội, hai nữa con thua thiếu, rồi con sanh ra khổ không? Phiền. Vợ con không bằng ý, đâu. Dạ. Có gì để hạnh phúc vui đó. Dạ. Còn con vui trong cái tiệc rượu, vợ con mình cũng đâu có bằng ý cho mình để vô. Rồi sai xỉn mà con thấy cái thằng mà đi ngoài đường sai xỉn là có ai tín nhiệm mình hả? Dạ. Con nói ai tin đâu. Dạ. Nói cái gì con nói ta ơi dùng hơi đầu nói mấy ông uống rượu đó. Còn ta đâu có dám nhìn con nữa. Nhiều khi nhìn con lỡ con sai xỉn con quê con chữ hoặc tử. Dạ. Thấy không? Đâu có gì đâu. Vậy là trên cái thế gian này chỗ nào vui nhất là chỗ đó khổ nhất? Chỗ vui là chỗ vui là khổ. Vui, là vui khổ. Trong cờ bạc cũng là vui cái tội mà vui là không khổ. Dạ. Thì giờ mình đừng có lên chỗ vui mấy chỗ đó. Dạ. Tìm cái chỗ khổ mà vui. Mình tìm khổ. Cái chỗ khổ mà vui. Ủa sao kỳ vậy? Là chỗ mình tu thân. Dạ. Con tu thân là con thấy phải khổ không? Kiềm. Dạ. Kẹp con phải khổ không? Dạ. Con đâu có chơi được môn nào đâu. Dạ. Mà con thấy lợi vui. Dạ. Lợi gia đình mình được hạnh phúc không? Vợ con mình không phiền phức không? Dạ. Con mặn nhiều tiền Phật còn độ cho con mặn con có ăn nữa. Gia đình con rất là hạnh phúc nữa. Tìm con... cái chỗ khổ mà vui, còn cái chỗ vui là khổ. Phải không ngoại? Chỗ vui, vui trong cái khoái lạc á là khổ. Khổ. Còn tìm cái chỗ khổ tu thân là vui. Con tu thân nay... con đâu chơi môn gì đâu mà. Dạ. Lại vui. Dạ. Cho gia đình con phải hạnh phúc không? Cái. Dạ. Gì cũng là một cái hạnh phúc hết. Dạ. Vợ chồng mình im ấm này, sống bằng ăn không? Còn con nè, con đi theo những cái người gái ghệ gọc, con chơi cũng đâu có bền đâu, có tồn tại đâu. Vô tình gia đình mình còn tan nát. Dạ. Không, vợ con mình không bằng ý lên, rồi một là ly dị, hai nữa cũng có tồn tại gì đó. Dạ. Thì thành ra cái khổ, chỗ nào vui là khổ. Mà khổ thì lại tìm được thấy cái vui. Vui trong tâm hồn. Con nhớ đi, con đi đâu mà con thấy con tu thân con không chơi gì môn gì, con thấy cái người đó phải ta khen hả? Dạ. Ta ơi đất ơi, đó nó không có chơi môn gì chứ nó tốt hết sức à. Nhưng mà mình tu á, mình tu thân á, mình có cần ăn chay không ngoại? Khỏi. Khỏi ăn chay. Cúng lại. Dạ. Đừng chơi môn gì hết, tối về nhà cúng lầm. Dạ. Hiền. Dạ. Ai có gặp ai lấp nạn giúp. Dạ. Vậy chứ mình cũng vẫn được gì. Ồ. Chứ đâu khoai đợi ăn chay. Con ăn chay mà con làm không có giới lực cũng đâu có được cái gì đó. Dạ. Phải có giới lực chứ. Còn con không ăn chay mà con giữ giới lực là. Dạ. Con cũng đúng. Cờ bạc con không có, gà rượu chè con cũng không, cái gì cũng không hết. Thôi còn được cúng lại, ai nghèo khổ gì con sẵn sàng giúp. Dạ. Cũng vẫn có ghế cho con sẵn. Dạ. Phật để dành ghế cho con chứ. Dạ. Tại vì con biết cái câu là Phật nói là ta là Phật đã thành. Các con là Phật sẽ thành. Đúng không? Giống như là trừ ghế sẵn hay ngoài. Hồi đó cũng như Phật cũng như mình. Dạ. Mà Phật tu thì Phật cũng thành Phật. Dạ. Ta thành Phật được thì bao nhiêu người cũng được thành Phật chứ. Dạ. Thì tại con mê, con không nhận ra được. Rồi con không tin tưởng ở nơi Phật. Chứ con tin tưởng đi đâu có sai đâu. Dạ. Tao phải đợi ăn tương. Đâu phải ăn tương là tu đâu.
ăn tương, mà ăn tương mà không giữ giới thì cũng đâu phải là tương. Ăn tương sắc thôi. Cũng như còn nói mình á, thì nếu ai là người tín đồ của thầy thì phải có hàng rào. Hàng rào của thầy thì không ai được qua bước qua khỏi giới, thấy không? Ông kêu tám điều dân cấm đó, rồi ông cấm cái hàng rào ngang mà mình người đạo ở phải ở trong cái tính ở trong cái hàng rào đó chứ đâu có bước ra. Còn con không có, con không nghĩ tới chỗ đó là con muốn bước ra, con muốn làm gì con làm. Còn thầy thì đã ông cấm mình ngang cái chỗ hàng rào đó rồi. Nếu mình tín đồ ổng là mình không được. À, sao tu rồi đi quánh số hoặc chơi rượu chè đâu có được. Không được. Theo con nghĩ gì có đúng không ạ? Thật ra thì cái việc mà ăn chay hay ăn mặn á, nó không phải là tu mà nó chỉ là bớt nghiệp cho mình thôi, bớt tạo nghiệp. Dừng lại. Bớt tạo nghiệp thôi. Cũng chứ không, mà, không phải là tu. Dừng cái nghiệp lại, mình không giết ai. Dạ. Nhưng mà cái hành cái giới lực của mình. Dạ. Mình phải hành đạo rồi mình phải có giới lực. Còn con nghĩ ăn chay rồi con nói con ăn chay nè, tối con cũng không cúng nè, rồi giới lực gì con cũng làm hết thì đâu có được gì đâu, Phật đâu có chấm. Vô tình còn mình bị tội thêm. Dạ. Hơn những người ta không ăn chay. Dạ. Cậu hai ông dí gì, ông nói có người, thí dụ người ta không có môn phái đạo nào hết, nhưng mà ta vẫn làm hiền. Người ta cũng không biết niệm Phật nữa, nhưng mà ta làm phước. Dạ. Ta gặp ai khổ thì người ta giúp. Dạ. Thì thành ra người ta cũng vẫn được. Chứ đâu phải đợi con ăn chay đó. Nhưng mà cái tâm con là tâm Phật, thì con làm y như Phật. Nhưng mà tại con không có ăn chay thôi. Gặp ai khổ rồi con vẫn thương, giúp đỡ được cái gì cứ giúp. Mà con làm mấy điều đó đi, con giữ giới nhiêu đó được anh. Dạ. Con đừng làm gì cho gia đình mình sẽ bị khổ, mà cha mẹ đã khổ gì mình. Dạ. Tại nói thiệt với con không giác được chứ. Thí dụ con làm chỗ đó vui mà cha mẹ con khổ, con có chịu không? Dạ. Con nghĩ vậy đi, rồi vợ con không chịu bằng ý chỗ đó. Tại cho con chỉ đặng cho con thôi. Ha. Dạ. Con chỉ đặng cho con là cái vui cho con thôi. Nhưng mà con đóng lại sau này con một cái làm một cái người cha người mẹ, mà một đứa con của con ăn chơi như trong đó con có vui không? Dạ. Thì con giác lại đi, mình là một cái người con mà mình làm cho cha mẹ mình buồn khổ, sao mình nên làm chuyện đó làm chi vậy? Dạ. Mình đóng qua lại, mình đóng lại mình làm cha làm mẹ mà con mình làm cái điều đó mà mình không bằng ý, con mình làm mình có buồn không? Thì thôi bây giờ mình đóng lại vậy đi. Dạ. Mà vợ chồng thì coi như mình không được quyền ép người ta, mà người ta cũng không ép mình. Thí dụ vợ chồng thì ngang hàng với nhau mà để sống, để mà nuôi con mà tạo cái hạnh phúc tiền bạc. Con thấy giờ một tạo ra một đứa con đâu phải nuôi dễ đâu. Thì ngượng tay chứ để mần rồi tạo ra cái tiền để nuôi vợ con. Con rồi để mình lo cho con, ai cũng vậy hết. Cha mẹ con nuôi con nè, từ nhỏ tới lớn nè. Yeah. Rồi con giờ con quay lại con nuôi cha mẹ con nè. Yeah. Ông Phật ông là ông dạy lại mình phải nhớ lại cái công ơn ai nuôi mình mới được chứ. Yeah. Ai nuôi con mà con được lớn mà con mằng con nuôi vợ con mới được chứ. Yeah. Thì con phải nhớ lại cha mẹ mình chứ. Thì cái đó đều cái hiếu, mình phải trả công ơn ngày xưa cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn. Dù cha mẹ đối với mình cái gì đi nữa mình cũng không có quyền hỗn hào. Bây giờ có nợ nần với nhau, ai thiếu nợ ai thì để trả. Đối với cô cũng nghĩ như bà nghĩ là coi như ai mình thiếu nợ ai trả đi con. Giờ buồn cũng không được đó. Giờ thí dụ như cô giờ gì là già rồi phải không, mằng ăn chứ ủa con nuôi chứ mình cũng về hưu được mà thấy cũng đâu có được đó. Thôi đi mình mằng mình ăn đi con ơi. Ngoại thì tu theo Phật Hòa Hảo thì ngoại thuộc rất nhiều câu giáo lý của thì của cũng, Đức Thầy cũng thì ngoại thuộc. Có thể chia sẻ cho con cũng như là cô bác quý anh chị một vài câu của Đức Thầy được không ngoại? Cô biết làm sao, bà biết làm sao mà chia cho con ngoại, bây giờ? Ngoại ngâm cho con nghe ngoại. Câu nào mà ngoại thường hay sử dụng á? Đọc giảng hả? Dạ. Đọc giảng bà biết cái gì giờ thôi giờ đọc lấy chồng chợt đi. Dạ. Cho nó ngắn đi. Dạ. Để đặng cho con nghe phải không? Dạ. Giờ đọc nè. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi nước Việt Nam thiếu gì trai trẻ, sao cô dội đi lấy lẻ ba tàu của tiền quý báo là bao, đem túi 18 so vào 40 rồi nuôi tánh biến lời mê ngủ
để ngày kia u rũ đau thương. Khi ba tàu xách gói hồi hương, vàng bạc tóm bỏ cô thơ thần. Cô nhìn theo muôn vàng tiếc hận, cô vì chàng mà bận tiếc chinh. Cô tiếc thân cô lại bất bình, nhưng muộn quá tuổi xuân không trở lại. Trong tương lai cô đầy sợ hãi, quá ú tàn người lại rẻ khinh. Cô tiếc rằng khoai tuổi còn xinh xanh, cô sẽ chọn người chồng Nam Việt. Ở trong hàng thanh niên thanh niết, tuy nghèo hèn mà biết thi chung. Yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Ta là kẻ phương xa tán túc, thấy sự đời vẻ khúc văn chương. Thấy đời cô chìm đắm trong gió sương, than ít tiếng gọi hồn trùng lòi. Việt Nam, người Việt Nam mau mau trở lại, yêu giống nòi có phải hơn không? Dù sao cũng giống là không. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài đọc hay quá luôn á. Ngoài đọc mà con nghe rất là xúc động. Đó là cái tình trạng mà Việt Nam mà lại đi lấy một cái lấy chồng người Trung Quốc mà mà trước đây á, vào những năm 2000 á, thì cái tình trạng mà gả sang Đài Loan hoặc là Trung Quốc để mà lấy chồng để mà ham cái sự giàu sang. Nhưng mà sau khi gả bên đó cũng có rất ít nhiều người cô gái Việt có cuộc sống ấm no. Nhưng mà đa phần là những cái cô gái Việt lại bị thậm chí là mất mạng ở bên đó luôn, và bị đánh đập khác về ngôn ngữ, khác về văn hóa nè. Con có biết cái đó rất là nhiều. Nghe ngoại đọc thì lại càng thấm thiết hơn trong cái ngày hôm nay nè. Con nghe lại hiểu thêm. Dạ. Hồi đó cô cũng ra đời, cô biết mà cô lấy lại một cái câu qua úa tàn người lại vậy. Cô sử dụng vào cái câu đó là để mình tác dụng. Qua úa tàn sao ngoài đọc cho con để nghe mình với. Xài. Cũng như cái câu mà qua úa tàn thì con giờ nè, con còn trẻ. Phải không? Con bo quanh liệt bồ bệnh hay là hoặc bạn bè để chơi, chỉ cái vui thôi. Nhưng mà con khi con tàn rồi con đâu có, phải không? Con tàn trở lại là con phải tàn. Bây giờ mình học buông lại. Trước sau gì mình cũng dẫn tới cái ngày đó. Thì thôi bây giờ cũng như là thầy nói, mình là ai là xét đến ăn năn mà hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giúp giùm. Thì bây giờ mình sẽ hoài liền, mình học cái câu đó mình tác dụng liền. Hay quá luôn. Rồi mua bánh hay gì? Mua đi chị. Tại nó bữa hôm có chồng nó đau đó, có người quay lên đài đó. Ngoài đọc đoạn đó là đoạn gì ngoài? Quyển tư. Có câu nhãn thấy sắc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh. Mắt với tai đều tròn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, trống xạ hơn hai lớp nó lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân ham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho khuấy tấm tình.
Ý thì sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn chí đạo đuổi ra khỏi xa. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đỏ đài. Cả tiếng kêu những kẻ chí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sự kỳ hậu lai sự bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nếu chánh trực chỉ người quân tử. Người biết đạo phải dịnh ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Chồng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng dùng lời nhiều tiếng nghinh ngang mang lỗi. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai dày ai măng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính chồng mới là. Tâm từ bi sanh thế ngọc ngà, trong các báo có bì tánh thiện. Phải sự thế chớ nên bài biện, miệng xấu ngôn thường kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường cháu đâu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiễm vào. Tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng đất đảo thì ta cao quý. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều đi. Hay quá mày ơi. Hay không? Dạ quá hay. Học mấy câu đó nghe. Dạ. Con cảm ơn mày đã tặng cho con. Không, con biết mà cao tuổi tác đó ha. Dạ. Ta cũng nên kính trọng. Dạ, miệng thì ưa cái ngon cái ngọt đúng không mày? Lưỡi á. Lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần. Dạ. Đồ ngọt. Dạ. Đồ ngọt béo thì nó ưa nó mến. Dạ. Còn thân ham sướng thì muốn tiền của đó. Dạ. Tặng ăn xài cho phỉ tấm tình phải không? Dạ. Ý thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý. Mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi, mượn chí đạo đuổi ra khỏi xác. Mà dứt được nó ấy là giải thoát. Ha. Nãy giờ à? con hửi gói. Mất cay mắt. Quở gì cay mắt con. Ồ, da mắt luôn á, mà ngoại chịu hay thiệt á. Ngoài sao ngoại chịu gói hay vậy? Bây giờ tắt nè, tắt không dám thổi đó, mất độc đó. À, khói nó cay lắm cô bác quý anh chị. Thật ra thì với một cái tuổi cao như thế này nè, thì để chịu cho khói này không là khó chịu. Nãy giờ ra nước mắt nhưng mà cố gắng kìm. Ngoại bán cái này như 2000 có ăn cái hả ngoại? Ngày ngoại bán tổng cộng là nhiêu tiền ngoại? Ngày bán được 200 mấy. 200 mấy chục ngàn. Ngoại bán con cái này 200 ngàn ngoại bán không? Không. Sao à? Bán đủ. Bán không dư. Dạ.
Bán đủ số tiền. Bán 200 ngàn đi. Thôi nãy giờ bán bao nhiêu là bán. Bây giờ còn tặng bao nhiêu giờ bà cũng không lấy hết. Ngoại cũng không lấy hết. Rồi. Không lấy. Tại vì ngoại còn sống được. Ngoại có tới số tiền ngoại sống được. Còn để cái số tiền này nè. Con đem cho những cái người nào mà ta đói khổ đó. Còn ngoại thì ngoại mặn ra tiền. Bây giờ con gỡ thay mặt con trả tiền cái bánh ngoại. Trả tiền bánh thì giờ 20 ngàn rồi. Tờ 20 ngàn mới nữa nè. Nói vậy chứ con như thế này nè. Con đại diện cho Mạnh Thường Quân á. Ở nước ngoài á. Gửi cho ngoại tiền để ngoại xoay sở trong cuộc sống. Rồi sao? Rồi ngoại nhận giùm con. Ngoại nếu như mà ngoại có ngoài nói ngoài giống thì ngoài có thể đi làm từ thiện ngay là như thế nào á. Hôm nay thì con về đây. Bánh kẹp ngon lắm cô bác anh chị, ăn nữa bánh kẹp mà nước mắt nước mũi nó chảy rồi. không phải ngon mà đến khóc. Mà thật ra là thối á. Nó cay, bánh kẹp cực kỳ ngon. Kẹp nhân chuối có dừa, đây là bánh kẹp chay người bạn không có thể ăn được. Ông ngoại ơi, bây giờ như thế này nè con á. Thay mặt cho cô My ở Mỹ gửi trích quỹ của cô My gửi cho ngoại 1 triệu. Đó. Đây là cái số tiền cô My ngoài có thể là trang trải của cuộc sống hàng ngày, hoặc là ngoại muốn làm từ thiện như thế nào cũng được. Cái này là con này của con tặng ngoại luôn. Bây giờ con tên gì đi rồi cái cô My. Cô My phải không? Dạ, cô My ở Mỹ. Cô My ở Mỹ. Rồi đặng cô đại diện rồi cô đem cái những cái người ta đau ốm hay lại này kia cô đưa cô cho. Bà nhưng cho mà ngoại dành một phần để mà dưỡng già. Thì ngoại có, ngoại sống được. Còn cái kia con tặng cho ngoại cũng như là cái bánh kẹp. Mua cái bánh kẹp này. Nè. 20 ngàn cô bỏ túi mới ra. Dạ, thì cô My gửi cho tích quỹ của cô My gửi cho ngoại 1 triệu. Để con. Dạ, vậy hả ngoại? Cảm ơn nha. Dạ. Rồi đặng cho cô bà cho anh ta, thí dụ ai có khổ mình cho. Dạ. Cho giùm cô My đó đi. Đặng mà biết rồi, cảm ơn con để mà cô hồi hướng cái phần đó lại cho con. Dạ. Chứ cô sống được. Dạ. Sống được. Mình gửi cho những cái người ta khổ đi con. Thật ra thì bà cháu mình cũng rất là có duyên. Hôm nay tình cờ trên cái đoạn đường về thành phố Long Xuyên thì gặp được ngoại. Ngoại Pháo. Ngoại Pháo đổ bánh kẹp ở đây là cái gì ngoại? Hả? Xã Kiến An. Xã Kiến An hả? Xã Kiến An, ấp Phú Thượng Ba. Xã Kiến An. Thì một lần nữa thì cảm ơn ngoại đã tặng cho con những cái câu ngâm, những cái câu rất là hay của sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nghe thì để cho mà mọi người, cô bác, quý anh chị có thể lắng nghe những cái lời hay ý đẹp ở trong gọi là lời vàng ý ngọc á, trong quyển sấm giảng quyển tư. Nguyễn Tư, dạ. Dư lấy chồng chợt. Cảm ơn ngoại rất là nhiều. Một lần nữa thì con thay mặt cô bác quý anh chị á, chúc ngoại luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Và an lạc, mạnh khỏe trong cuộc sống. Khi nào mà trăm tuổi già thì nhẹ nhàng về với Phật. Quá. Dạ. Quá im nha. Quá im. Bữa đâu phải cô bà thấy bà đi luôn luôn rồi là đâu có còn gặp nữa rồi ha. Dạ. Rồi cảm ơn ngoại rồi, ha. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn tất cả các mạnh quân. Một lần chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ đã đồng hành cùng Bùi Hồ, như tất cả các mạnh quân đã đồng hành cùng Bùi Hồ trong một cái hành trình rất là dài. Và một lần nữa xin chúc cô bác quý anh chị, tất cả các mạnh quân sức khỏe an lạc. Hôm ngoại con về. Rồi. Cảm ơn. Dạ.